Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu tới cả nhà cái bộ bếp nướng bên em. Đây, cái bộ bếp nướng bên em thì cái bộ này là chuyên dùng gia đình hoặc các nhà hàng vỉa hè đặt trên mặt bàn các bác ạ. Đây, đặt trên mặt bàn nhá. Nó bao gồm một chân đế này, một vỉ nướng này. Cái loại vỉ nướng này bên em là vỉ nướng có tay cầm, chất liệu bằng inox 201, rất là dày dặn và chắc chắn này. Đấy. Đây, và một cái tay nấy bát than các bác nhé. Đây, tay nấy bát than các bác sử dụng, có bát chọc ở đây bác nhấc lên đấy. Đây, và một bát than thì bao gồm cả lưới bát than này, đây thân bát than này. Đấy. Và đây là thân bếp này, thân bếp chất liệu là inox 201, rất là sáng bóng này. Đấy, đặc biệt là cái bếp bên em thì là các cái mối hàn này nó rất là nhiều đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mối hàn. Đấy. Nhiều đơn vị họ chỉ tích 4 mối thôi, nên là chất lượng nó sẽ giảm đi. Đấy. Bếp thì có 3 cửa gió các bác nhé. Bên này một này. Bên này có hai cái này. Đấy. Tổng 3 cửa gió này. Đấy, đây là trọn bộ sản phẩm của bên em các bạn ạ.